đâu, khỏi Thái Lan đâu, gậy đấy. Ôi, xin chào các bạn. Và bây giờ đến video công tác chuẩn bị trước câu liêm. Đây các bạn nhìn đây này. Cái liêm này của mình là rộng bao nhiêu đấy hả ông? Ha? Chiều rộng của nó là bao nhiêu? Chiều khoảng độ 30 đi. 30 phân rồi đúng không? Thế thôi, chỉ tầm 30. 30 phân rồi. Như này thì chết 100%. Không có nào qua được luôn. Các bạn nhìn thấy chưa, nó bé. Chắc chỉ khoảng tầm hơn 20 phân, 20-30 phân gì thôi. 25 phân rồi, 25 rồi lên 30 trở lại thôi. Vâng, chắc chỉ tầm 30 trở lại thôi. Đây, trong đây là một số các cái diều thi câu liêm đây các bạn ạ. Đây là các lơi xếp theo thứ tự. Mỗi câu lạc bộ được hai diều thi nhá các bạn nhá. Mỗi câu lạc bộ được hai diều thi. Đấy, tập kết diều ở đây là nơi tập kết con diều. À, các bạn nhìn này, đây là xếp theo thứ tự nhá. Đây là con này thi đầu tiên này. Và dần dần nhá là đến con ở đằng trên kia. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Một loạt các diều thi này. Ngày mai là con thứ 6. Con thứ 7. Thứ 7. Đề nghị ban giám khảo chúng ta đo đi. Nếu mà con nào mà dưới 2 mét nào ngoại ra khỏi bảng cái đấu nhá. Ban giám khảo à, thi cái này là trên 2 mét các bạn nhá. Đều thi trên 2 mét. Sáo là phải tối thiểu là 3. Sáo tối thiểu là 3. Còn diều là trên 2 mét. Số 1 và 9 sẵn sàng chiến đấu. Đây đội Long Biên thi đầu tiên này. Hội sáo diều Long Biên. Hội sáo diều Long Biên đấy. Long Biên số 1. Liêm liêm này nó rơi vào khoảng tầm 30 đến tầm 30 đấy, 30 phân đấy các bạn ạ. Lên đây. Đi nào. Diều số 2 của Sở Bảo đâu vào một tí đi. Rồi mắc liêm rồi, mắc liêm rồi. Mắc liêm rồi. Con diều thứ nhất là đã bị mắc rồi nhá. Mắc xong. Rồi. Chạm câu liêm. Rồi. Đừng nghĩa vào đi. Anh em mời 1, 2, 3. Một hoàn đâu, một hoàn đâu. 2, 3. Đứt dây luôn, đứt dây. Đồng mạng đây. 2, 3. Đã đứt. Đi nào. Từ đầu đến giờ mới được có thoát được một con nữa các bạn nhé. Rồi. Chia tay bên dòng sông. Rất đẹp luôn, mắc luôn. Rất được. Bây giờ trèo lên lấy bây giờ ơi vì đừng việc. Mắc rồi. Đã đứt rồi. Mới thoát được một em thôi. Mới thoát được một em thôi. Xin chúc mừng các bạn đã chiến thắng. Xin chúc mừng các bạn. Hai con đã qua liêm rồi. Hai con đã qua liêm. Mắc rồi. Không qua được. Giày rất chắc. Chúc mừng các bạn. Ôi sao. Chúc mừng.
Thôi coi. Chuột kia đi. Chuột kia, chuột kia đi. Gãy chân rồi. Gãy chân rồi. Gãy rồi. Dừng lại. Phúc tỏ, phúc tỏ đây là Phương Nghĩa. Phúc tỏ vào vị trí nào. Một bác bị gãy. Phương Nghĩa chuột kia nào. Đâu. Khỏi tay đâu. Gãy. Đấy. 2, 3, 4. Tạch lô. Phượng Nghĩa vào vị trí nào? Phượng Nghĩa đâu? Chạy diều không được, thật căng hàng tung nhá. Phượng Nghĩa nào? 1, 2, 3. Rồi, không qua được rồi. Chuột kia vào vị trí nào? Chuột kia vào vị trí nào? Chạm chơi vào vị trí đi. Ơi sao? Con này mềm, con này rất mềm, cánh rất mềm luôn. Bọn sư tổ này. Mềm cánh nó mềm, nó giật phát lên này. Chạm chơi đâu. 1, 2, 3. Chạm chơi nhá. Mang rồi, mang rồi, đồ đồ. Cẩn thận, cẩn thận. Ưu tiên thì cuối cùng ấy. Không biết có qua được không? Ui, thẳng đi, thẳng đi. 1, 2, 3. Lên. Đến vị trí, đến vị trí 6, xong rồi, bạn dựa về vị trí. Đạch đồ. Đến vị trí 6, đồng bao về vị trí, thêm vị trí 6. Tạch rồi. Này không. Tạch rồi, không qua rồi. Con này qua đúng không anh? Con này qua. Con này qua đúng không? Xin chúc mừng. Đoàn nhà mình là đoàn gì nhỉ? Đoàn gì? Phượng Nghĩa. Phượng Nghĩa. Câu lạc bộ siêu sáu Phượng Nghĩa. Mấy Phượng Nhi á. Được giải nhất cho anh ơi. Biệt danh Nhi ART là 200 liên hệ. Có thêm thì có công nhân cũng đang để vị trí này. Quân của 2m22. Ok. Ôi. Video của mình tạm dừng tới các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nếu mà thấy video hay mà ấy thì hãy cho mình xin một đăng ký nhá. Ok, cảm ơn các bạn.